Xin chào quý vị đã chương trình trực chuyện TV. Tiếp tục nói về chuyện của cộng đồng người Việt ở tại cái vùng Lido Sài Gòn, hay cụ thể hơn là tại cái thành phố Westminster. Thì ngày hôm nay là ngày 26 tháng 9 năm 2023, vào khoảng 2 giờ trưa thì xảy ra một cái vụ cướp ngay tại Thương xá Phước Lộc Thọ. Thương xá Phước Lộc Thọ thì chúng ta cũng đã nghe nói rất là nhiều rồi, và cũng có quá nhiều các hình ảnh và những cái sinh hoạt của cộng đồng cũng thường diễn ra xung quanh cái thương xá Phước Lộc Thọ này, kể cả những cái buổi hội chợ, những cái buổi quán ngâm, chợ đêm, chợ hè, rồi ngay cả những cái cuộc biểu tình thì người ta cũng vẫn đi ngang qua lại cái thương xá Phước Lộc Thọ này. Và thương xá Phước Lộc Thọ được mệnh danh là một cái địa điểm mà làm nổi bật lên giống như là đại diện cho cái khu vực gọi là cái khu vực Lido Sài Gòn. Khi nhắc tới cái người Việt ở miền Nam California thì người ta nhắc đến cái thương xá Phước Lộc Thọ, và nó đã trở thành một cái biểu tượng của những người mà ra đi và sống ở tại cái vùng miền Nam California, và những người mà trong cái lực lượng cờ vàng, những người chống cộng thì cũng mượn danh của cái Phước Lộc Thọ và rất tự hào về cái Phước Lộc Thọ này. Và có thể nói rằng mấy chục năm vừa qua, có thể nói khoảng chừng 30 mấy năm vừa qua đó, khi mà cái thương xá này xây dựng thì hoàn toàn là do những người Việt Nam thuê mướn và buôn bán ở trong đó. Hiện giờ thì có rất là nhiều các cái tiệm vàng ở trong cái khu vực này, nhưng mà buổi trưa hôm nay thì lại xảy ra một cái vụ cướp. Cái vụ cướp được báo chí đăng tải thì cho biết rằng vừa cướp khoảng dừng 2 giờ rưỡi ngày thứ ba, ngày 26 tháng 9 năm 2023. Thì cụ thể là một cái nhân viên bảo vệ đã cho một cái tờ báo ở địa phương, đó là tờ báo Người Việt, biết về cái sự việc xảy ra, mà nó xảy ra rất là nhanh chóng, rất là chớp nhoáng, và tất cả chỉ diễn ra trong khoảng chừng 15 giây. Và cái vụ việc này đó, theo cái lời người đàn ông gọi là trung niên, bà đã tự nhận là một cái nhân chứng, cái người là thấy rõ cái vụ việc đó, thì nói rằng có ít nhất là hai người đàn ông, gọi là hai người đàn ông bịt mặt nhìn như là da đen, và xông vào giữa cái tiệm vàng Ngọc Quang. Cái tiệm vàng Ngọc Quang thì ở trong khu thương xá Phước Lộc Thọ hình như cũng có vài cái tiệm vàng, nhưng mà cái tiệm vàng mà nằm ngay cái cửa sau đó của cái thương xá Phước Lộc Thọ, khi mà mình đậu ở cái parking ở phía sau và bước vào cái cửa sau thôi thì đã thấy liền đó là cái tiệm vàng mà bị cướp ngày hôm nay. Thì có lẽ là cái bọn cướp nó cũng tính rằng cái chỗ nào mà gần cái chỗ mà cửa để mà chạy ra vào, cho nên là nó đi vào đó và nó xông vào để mà nó cướp. Thì có thể nói rằng xông vào cái tiệm Ngọc Quang rồi dùng búa đập nát cái tủ kính, trong lúc hai người đàn bà thì dùng tay vơ vét và bỏ vào bao. Tức nghĩa là trong cái tiệm vàng thì có nhiều vàng ở trong cái tủ kính đó, và cái bọn này thì hai cái người bịt mặt vào đập cái tủ kính, và có hai cái người đàn bà nữa dùng tay để vơ vét bỏ vào bao. Rất là kinh khủng, một cái vụ cướp mà nó xảy ra giữa ban ngày, và khu thương xá lúc họ là một cái khu cũng có những cái người mà bảo vệ nữa, những cái đội bảo vệ của những cái người Mỹ, nhưng mà không nghe nói là có một cái sự kháng cự, không nghe nói có một sự chống đỡ hoặc một sự ngăn chặn. Thì ông này cũng cho báo giới biết rằng đó là nói là không có cho cảnh sát biết, không có cho cảnh sát hay, và nói rằng là ông cho biết rằng là tôi vừa bước vô cửa sau thì nghe tiếng la, nhìn vô thì tôi thấy như vậy. Tức nghe là ngay có lúc đó thì ông này cũng rất là hên đó, có thể nói là nhiều khi cái bọn cướp mà nó có súng đó, có khi nó bắn loạn xạ, có khi là nó lại tấn công mình là nhân chứng, mình thấy ở đó, hoặc mình cản trở đường, nó nghĩ mình cản trở đường nó, có khi nó cũng hạ sát luôn không chừng. Cho nên là chúng ta thấy rằng đó là cái việc này thì ông này thì hỏi ổng, báo chí thì hỏi ổng là có phải là đại là nhân chứng chưa và có khai báo với cảnh sát chưa, thì ổng nói là không, cảnh sát không có hỏi. Nói chung thì người ta không hỏi thì thôi. Thì rõ ràng ở trong thương xá Phước Lộc Thọ thì có lẽ là có rất là nhiều các cái camera rồi. Camera phía đằng trước, các đằng sau, các thứ thì lúc nào cũng có cả.
Thì có thể nói rằng cái nước Mỹ đó, mà cụ thể như ở cái bang California, trong những năm tháng gần đây có thể nói rất là mất an toàn. Chúng ta đã từng nghe là những cái thành phố ở miền Bắc California, thí dụ như là San Francisco, thí dụ như là ở Oakland. Oakland thì quá tệ rồi. Oakland là một trong hai cái thành phố mà có cái nền an ninh tệ nhất của nước Mỹ rồi, của cái California, và cướp rất là dữ dội. Hôm rồi thì chúng tôi đi San Francisco và chúng tôi có tiếp xúc với một cái người người ở Oakland. Và khi mà chúng tôi có ăn tối với cái anh ta sau khi mà dự cái buổi mà tiếp kiến đối với ông Phạm Minh Chính, thì khi mà đi ăn tối đó thì anh này ảnh nói là ảnh có một cái căn nhà, có một cái người bạn ở ở dưới coi như là San Jose, và anh ta ở đó, anh ta nói là không về Oakland bởi vì tối quá rồi và về một mình thì cũng rất là ngại, cho nên nó an ninh đến nỗi mà cái người đàn ông mà còn không dám về vào ban đêm nữa, rất là kinh khủng. Và trong những cái ngày đó mà coi như ngay cả ban ngày đi nữa thì có nhiều cái bãi đậu xe mà người ta đi vào ăn đó, thì giống như là những người như mà chúng tôi chẳng hạn, từ miền Nam California mà chạy lên mà còn xách cái vali theo, xách một vài các cái máy chụp hình hay là máy quay phim gì đó, thì khi mà mình bước vào cái tiệm ăn đó mình cũng phải kéo cái vali vào. Những người ở trên khu vực đó họ kêu rằng nên làm như vậy, không có để cái gì ở trên xe cả, mặc dù là mình đậu ở cái bãi đậu xe giữa ban ngày như vậy nhưng mà người ta vẫn đập, vẫn phá. Và cái việc mà đập phá cửa kiến xe hoặc là lấy đồ trong xe hoặc là mất đồ trong xe là cái chuyện xảy ra cơm bữa, xảy ra hàng ngày và riết rồi nó quen mắt luôn. Và trong những tháng gần đây thì bang California cũng ban hành nhiều cái luật lệ quá đáng, có thể nói rằng là người ăn cắp mà dưới 950 Mỹ Kim không cần phải khởi tố, không cần phải truy tố, không cần phải xử lý hình sự. Và lại còn có những cái quy định khác nữa là khi mà người ta lớn là giật đồ mình không có được rượt, không có được quyền dí chống trả hay làm cái gì đó. Cái kiểu nó rất là quái đản, một cái kiểu dân chủ gì mà nó rất là cùi. Nước Mỹ đó, bởi như vậy người ta mới nói rằng nước Mỹ đang đi vào cái thế gọi là suy thoái, một cái thế mà nó không có giống ai cả. Còn trở lại cái thành phố Westminster, trở lại cái thủ phủ gọi là tị nạn cộng sản này, cái vùng Lý Đô Sài Gòn này, thì trong nhiều năm qua có thể nói là cũng rất là mất an toàn. Một cái thủ phủ mà lúc nào cũng mệnh danh và muốn xây dựng như là một ấp chiến lược, có cả những cái nghị quyết về cờ vàng, những nghị quyết gì mà gọi là nói không với cộng sản, ngăn chặn cộng sản rất là dữ dội. Họ muốn xây một ấp chiến lược để mà không cho cộng sản, nó là một cái người cộng sản bò vào cũng không được, và những người nào mà họ không thích đó thì họ chụp cho là bưng bô cộng sản, làm ăn với cộng sản, nhất là những cái doanh nghiệp, những cái cơ sở thương mại làm ăn buôn bán để mà họ gây rối người ta. Nhưng mà cuối cùng thì sao? Cuối cùng thì họ ngăn được cộng sản, họ làm những cái văn bản chặt chẽ đối với cộng sản, nhưng mà họ lại không có thể ngăn chặn được cái bọn cướp. Có thể là trong nhiều năm vừa gần đây đó thì cái cướp nó xảy ra hoài, nhất là cái thương xá Phú Lộc Thọ là một trong những cái mục tiêu. Chúng ta thấy rằng có những cái lần đó, những cái năm mà trước đây chẳng hạn, thì trong cái thương xá Phú Lộc Thọ đó thậm chí là còn đây một số những cái bản tin hiện giờ nó vẫn còn ở trên mạng xã hội, chúng ta thấy rất là rõ. Thí dụ như kinh hoàng tiệm vàng của người Việt trong Phước Lộc Thọ bị cướp nè. Đó rồi là chủ tiệm đồng hồ TikTok kể chuyện bắn cướp nè, rồi bắn cướp trong thương xá Phước Lộc Thọ nè, rồi thương xá Phước Lộc Thọ mở cửa lại sau ngày bị cướp nè. Rồi Ngọc Quan thì đó là cái tiệm Ngọc Quan, là cái tiệm mà bữa hôm nay đây, tiệm Ngọc Quan là đây quý vị. Ngọc Quan thì có những cái hình ảnh thì chúng ta thấy rằng đó, tại sao là như vậy? Tại sao người ta có thể dành những cái thời gian, dành bao nhiêu cái công sức để mà lo chống cộng, lo để mà ngăn cộng sản, lo là đắp những cái bờ đê, xây những cái hàng rào ấp chiến lược, rồi đi lùng xét chỗ này, người soi rọi ngửa chỗ kia để mà soi có ai thân với cộng sản, ai là cộng sản các thứ, rồi để mà cuối cùng nó thì cướp nó đi vào giữa ban ngày như vậy. Một cái cơ sở thương mại là một cái nhân tố đóng góp cho cái cộng đồng rất là dữ dội, và nơi đây là cái nơi có quá nhiều các cái du khách,
du khách mà không chỉ của những người ở tại cái địa phương mà có cả những người ở nhiều cái tiểu bang khác ở tại Việt Nam đi sang bên Tây nữa. Thì có thể nói rằng những cái vụ cướp như thế này đó mà nó xảy ra giữa ban ngày mà không có thể bảo vệ được, cho thấy rằng cái tình trạng ở cái vùng Lý Đô Sài Gòn, cái thủ phủ gọi là chống cộng, cái vùng ấp chiến lược của Bosa này nó rất là mất an ninh. Nó vô cùng mất an ninh, và những cái báo động như vậy đó nó có thể nói rằng nó làm cho những người mà phải có chức trách đó, những người mà dân cử hay là những người mà gọi là lãnh đạo như gì đó của cộng đồng phải có cái sự trách nhiệm. Không thể đổ lỗi là không có trách nhiệm được. Người ta không nói rằng là cái việc thí dụ như là ở Phước Lộc Thọ người ta lo xây dựng những cái gì, xây dựng những cái lá cờ, họ xây dựng những cái bảng chữ số 1975 rồi gắn những cái biển bảng rồi làm nhục mạ cộng đồng thì họ rất là dễ dàng. Rồi đứng ra dinh danh rồi tổ chức gì 35 năm các thứ này kia cái nọ để vinh danh những cái kẻ như lớp 7 trường làng lên làm đại diện cho cái cộng đồng chống cộng, cộng đồng này. Gọi là cái gì mà truyền thông hải ngoại các thứ. Gắn râu rắn ria cho nhau. Nó là tự hào thương xót của họ, nơi đáng tin cậy, nơi ổn định, nơi này kia cái nọ. Để mà cuối cùng thì bây giờ sao? Cướp, cướp mà đến bây giờ thì chúng ta cũng chưa nghe là những người mà trong cái lãnh đạo họ nói cái gì. Những cái đám dân cử đó họ cất tiếng họ nói cái gì? Có lên đây tổ chức cái gì không? Có bồi thường được cho người ta như thế nào hay không? Thì thường thì những cái tiệm buôn bán như thế này thì người ta cũng có cái tiền bồi thường, cái tiền đó là của bảo hiểm thôi. Thí dụ như Ngọc Quang thì họ buôn bán như vậy thì họ có bảo hiểm, còn hồ sơ của cảnh sát thì cảnh sát coi lại camera, có khi họ bắt được có khi không. Đám này nó bịt miệng mà không biết nó đến từ đâu, có khi là nó là người da đen hay là nó người Mễ hay là nó người gì thì cũng chả có biết được. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là an ninh của cái khu vực này thì qua những cái vụ việc này đó, có lẽ là cái cộng đồng Cờ Vàng, cái khu ấp chiến lược Bonsa thì phải nên giảm bớt cái vụ mà gọi là chống cộng đi, hoặc là hay làm để mà mỗi lần mà họ kêu chống cộng đó thì cái cộng đồng nên lên tiếng là yêu cầu bảo vệ cho an ninh của chúng tôi trước cái đã, chứ còn hoặc là hay lên hô hào là chúng ta phải đấu tranh dân chủ nhân quyền cho Việt Nam, giống như Tạ Đức Trí thường hay nói ra gần giọng ở trên cái sân khấu Phú Lộc Thọ đó, thì thôi nó bớt đi. Hoặc là Trí hay là Nguyễn Minh Chí cũng vậy, thôi đi lo cái dân chủ nhân quyền ngay tại cái Phước Lộc Thọ này đi, cái việc mà bảo vệ an ninh cho người ta cũng là dân chủ đó, cũng là dân quyền đó. Bởi vì con người ở trong cái vùng Phước Lộc Thọ, cái vùng Westminster, cái vùng mà gọi là thủ phủ tị nạn, cái gọi cái ấp chiến lược này, cái khu ấp chiến lược này người ta phải phải an toàn chứ, người ta có cái quyền sống an ninh, cái quyền không có được mất tài, không có bị mất tài sản, không bị sách nhiễu, không bị tấn công, không có bị gọi là bị xâm phạm làm tổn hại về sức khỏe và tinh thần đó. Cái đó cũng là nhân quyền đó, cái quyền tự do đi lại, tự nhiên vô đó bắn đùng đùng, tự nhiên vô đó thì giật chạy tùm lum la hết, tự nhiên đi vào đó cái nó bị người ta phạm pháp mình, những cái đó là vi phạm nhân quyền hết á. Cho nên là thôi mình lo mình đấu tranh dân chủ nhân quyền ở tại cái ấp chiến lược này trước, mình xây dựng làm sao cho ấp chiến lược này nó thật là tự hào trước đó đã, và trước khi mà mình lên tiếng mình dạy dỗ cộng sản, mình dạy dỗ gì ở trong Việt Nam phải thế này phải thế kia phải thế nọ, gằn giọng dữ lắm, nói chuyện nghe mắc cười lắm, nào là chúng ta phải đấu tranh dân chủ, dân chủ dân quyền, dân chủ nhân quyền cái gì, ngay tại cái thủ phủ, ngay tại cái nơi mấy anh quản lý, có hai ba cái tiệm vàng quản lý không xong, có một vài các cái cơ sở thương mại không, bảo vệ trật tự không xong, để nó xảy ra bao nhiêu là các cái vụ việc trước đây, thậm chí là tiệm TikTok ở trong cái thương xá của Lục Thọ mà đi mặt trước vào cái ông đó, ông còn bắn luôn đó, tức là đi đi vào cướp cái tiệm vàng của ổng lúc đó bắn, nhưng mà có lẽ là mấy năm trước đó, chứ bây giờ mà bắn kiểu đó chắc là trật luật của Cali đó, bởi vì Cali bây giờ không có cho mà tấn công đâu đó. Nó cướp thì thôi đưa nó luôn á, kiểu như giơ hai tay đưa cho nó rồi nó bỏ nó chạy nó làm gì làm, thậm chí là những cái hình ảnh mà phát tán trên mạng xã hội chúng ta đã từng thấy rồi, nhiều khi là cái bọn cướp nó đi vào nó cướp cái tiệm, nó cướp cái đẩy xe ra rồi coi như là cái người mà quản lý đứng nó quay phim, đứng nó nhìn chơi cho vui vậy thôi, chả có ngăn cản, chả có lôi kéo, chả có đẩy đưa gì hết, các thứ này kia cái nọ. Cả cái nước Mỹ bây giờ nó cũng hơi loạn thật. Và trở lại cái cộng đồng ấp chiến lược thì nó lại càng
tôi tưởng rằng nó không, cái bọn cướp nó không tới đây, hoặc là tưởng là ở nơi này là nơi an ninh, cái ấp chiến lược đã rào lại lại, mà tại sao nó vẫn còn có vấn đề như vậy? Thì họ rào cộng sản chứ họ đâu rào cướp đâu. Họ rào họ ra mấy cái nghị quyết mà cờ vàng, có những cái quyền nghị quyết không hoan nghênh cộng sản thì họ tung hô, họ dựng lên, họ coi giống như là thành tích. Nhưng mà thật ra cộng đồng này họ không cần thành tích đó, họ cần thành tích là phải đảm bảo an ninh cho họ, đảm bảo làm sao cho người ta đi an toàn, làm sao cho cái cơ sở thương mại trong khu vực được buôn bán, được làm ăn, được làm ra tiền, chứ họ đâu cần phải bảo vệ cờ vàng cờ véo gì ở đây. Cứ lo đi dựng cờ vàng, cứ lo đi dựng bảng số 1975, rồi cùng nhau vỗ tay với nhau các thứ, rồi tổ chức ca hát múa nhạc rồi dinh danh 35 năm, tặng mấy cái anh tèo anh tí, rồi tự vỗ tay cho nhau. Trong khi đó thì lại không bảo vệ được cái sự an nguy của người ta, để cho người dân trong cái khu vực ấp chiến lược này họ phải sống rất là khó khăn. Thì bây giờ cái tiệm Ngọc Quang chúng ta thấy rồi, rõ ràng mà bị cướp như vậy cái là tá hỏa thông tin, nhân viên người ta cũng rối loạn, rồi kể cả những người mà những cái tiệm xung quanh người ta bây giờ cũng cũng rất là lo ngại, nó không biết nữa, nhiều khi bọn cướp nó trở lại hay sao. Bây giờ khu này mà không có tăng cường an ninh thì điều gì xảy ra? Rồi trong khi người ta bỏ tiền thuê mướn trong cái khu vực đó, hàng năm hàng tháng người ta phải đóng thuế cho cái thành phố, thì thành phố đó thay vì phục vụ lại cái cộng đồng này, lại đi thẳng đăng đàn lên sân khấu, lại đi tổ chức những cái sự kiện treo cờ vàng, tổ chức những cái gì mà gọi 1975 vàng đỏ gì tùm lum, rồi hô hào các thứ nào dạy dỗ bên Việt Nam, trong khi đó ngay tại chỗ mình còn không xong. Thì đó là một cái thông tin mà chúng ta muốn nói ngày hôm nay về cái bản tin. Mặc dù cái bản tin này nhỏ thôi, rất là may nó không xảy ra là thiệt hại về người, không có cái vụ mà bắn ở trong cái khu vực này. Chứ như mà lỡ mà nó gặp chống đối, gặp mấy thằng khùng điên gì đó mà nó trên đường tháo chạy đó, mà nó cảm thấy là an nguy, có khi là nó bắn xả vào chẳng hạn, thì cái điều đó nó sẽ là càng vô cùng là hậu quả nữa. Và đây là một sự báo động rất là kinh khủng. Mặc dù cái vụ này nó đơn lẻ nhưng mà nó thể hiện là một cái xã hội đang bất ổn. Chỉ có là ở tại Mỹ này thôi, chúng ta thấy như vậy. Phải nên nói như vậy đó, bởi vì những cái đám như Trương Quốc Huy rồi những cái đám mà chống cộng cùi ở đây nó lên làm truyền thông hay nói như vậy. Cái chuyện gì ở Việt Nam có cướp, có giật, có cái dựng trúc thì nó mở miệng, chỉ có ở Việt Nam thôi. Chỉ có dưới cộng sản mới như vậy, cái này kia nọ. Thì bây giờ ở bên đây thì sao? Vụ cướp này cách đây chưa khoảng chừng 1 tháng chúng ta đã thấy rồi, ngay tại thành phố Westminster cũng vậy luôn. Nguyên một cái gia đình bị cái bọn cướp 4 người nó vô. Vô nó trói trói lại hết. Rồi thậm chí nó còn bắn điện súng điện vào một cái người đàn ông. Rồi sau đó thì nó cướp, cướp nó bỏ chạy, cuối cùng thì bắt được một người thôi. Đến ngày hôm nay thì cũng chưa có nghe thông tin là bắt thêm những cái người nào nữa. Rất là kinh khủng, ngay tại thành phố Westminster luôn, không có bao xa thôi, mới có chưa đầy 1 tháng mà nó diễn ra nó rất là rõ ràng. Mà cái vụ Phước Lộc Thọ này lại diễn ra ngay giữa ban ngày nữa, vô cùng kinh khủng, quá tệ vấn đề an ninh. Cho nên là thôi, bây giờ cũng kêu gọi mấy cái người mà trong cái thành phố Westminster đó, mấy cái người mà dân cử dân kẹo mà cũng hay súng súng với nhau mà hô hào đó, thôi bây giờ thì tập trung lo cái thành phố này, tập trung tăng cường mướn cảnh sát thêm nhiều hơn, mướn an ninh gì đó cho nó nhiều vào, bớt tiền lại đi, đừng có phết phẩy đồ nhiều quá, đừng có chi tầm bậy tầm bạ nữa, tập trung bảo vệ cho dân, tập trung bảo vệ cho các cái khu thương xá này. Bữa nay mà nó ăn cướp được cái tiệm này rồi, ngày mai mà nó ăn cướp tiệm khác nữa, dân ở đây tội khổ khổ lắm. Người ta cứ bị lừa cho cái vấn đề mà chống cộng chống kẹo, không công ty người ta không có an ninh, trong khi tài sản người ta chả có đảm bảo. Cho nên là cái đó là đừng có mị nữa, tốt nhất là trở lại đi, lo cho cái người dân ở đây, cho cái cộng đồng. Đó là cái điều mà chúng ta muốn chia sẻ ngày hôm nay, và xin trở lại quý vị trong chương trình tới.